mây trong chiều mưa buồn rơi, cứ về đây giang sầu muôn lối. Bóng dáng xưa xa rồi bao ngày qua, đời hoang vắng tiếng cười. Nhớ em bao nhiêu chiều, anh làm sao quên ngày xưa mặn nồng yêu dấu. Nỗi cô đơn bùa vây bóng đêm đọa đầy, niềm thương nhớ đong đầy. Dòng đời hờ hững trôi, nhìn năm lá tu tàn rơi. Ngày buồn rồi bỗng đến ai ngờ, cuộc tình chìm vào dĩ vãng. Đường tình gió cuốn mình vào bao giông, cuộc đời bao trái ngang. Còn gì cho nhau để rồi mãi sau vương sầu nhớ. Tình mây gió kia chẳng hề lỗi ai, đành phải cách xa nhau. Hỡi em, ta mất nhau rồi. Lời như xưa theo gió ngút vào bao giông, cuộc đời bao trái ngang. Còn gì cho nhau để rồi mãi sau vương sầu nhớ. Tình mệnh số kia chẳng hề lỗi ai, đành phải cách xa nhau. Hỡi em, ta mất nhau. Chuyện thần tiên biết bao hồn nhiên, trọn đời ngọt bùi chia sớt yêu mãi. Mong tình ta đừng theo gió cuốn, mà đời tàn là ngang trái vương sầu. Tình mình lạc loài yên nhau. Đường tình gió cuốn mình vào bao, rồi mãi sau vương sầu nhớ. Tình mệnh số kiếp chẳng hề lỗi ai, đành phải cách xa nhau. Hỡi em, ta mất nhau rồi. Lời yêu xưa trong chiều mưa buồn rơi, thu về đây giăng sầu buồn lối. Nỗi cô đơn bùa vây bóng đêm đọa đầy, niềm thương nhớ đau đầy.
Anh xin phép bao em gái, hay quá. Thật sự là anh nghe Phương hát rất là cảm động luôn á. Thật sự nha, anh hồi xưa giờ anh rất là mê Bằng Kiều. Bây giờ anh quay lại anh mê em luôn. Anh bây giờ nói, anh nghe Phương hát, anh nói mà anh nghẹn lời luôn là em hiểu là anh xuất sắc. Hay quá. Anh đã có những cái kỹ thuật hồi xưa, năm 87 học Đại học Thanh Nhạc, tốt nghiệp Đại học Thanh Nhạc và dạy rất nhiều học trò. Và nhiều học trò Ngọc Sơn nó thành danh. Và khi Ngọc Sơn nghe một cái hơi là Sơn có thể nhận ra được giọng nó ca nó như thế nào. Nhưng cho tới tận bây giờ, giọng ca của em là giọng ca nhạc pop ballad, nghĩa là nhạc pop trữ tình. Độ cao, độ rung, nó là một điều, một quãng giọng đỉnh cao ở những đỉnh cao. Một trong những giọng ca số 1, không có bao giờ có số 2 được. Em cảm ơn anh Sơn nhiều lắm. Ông xã của Việt Hương, nhạc sĩ Hoài Phương. Hay quá anh ơi. Xin phép được giới thiệu. Tôi là ca sĩ Hoài Phương. Và đồng thời cũng là nhạc sĩ Hoài Phương. Và bản nhạc vừa rồi Hoài Phương vừa trình bày, đó là một bản nhạc mà Hoài Phương đã sáng tác gần đây. Và lời do nhạc sĩ Lê Xuân Trường viết. Phần hòa âm và phối khí vừa rồi cũng là do Hoài Phương thực hiện. Và hoàn toàn cái bản nhạc này hôm nay mang đến đây là một sự bất ngờ, muốn dành tặng cho Việt Hương. Bởi vì trong cái tháng 7 này là cái tháng mà là kỷ niệm ngày cưới, 11 năm ngày cưới của Việt Hương Hoài Phương. Tuyệt vời. Nhân dịp này thì Quỳnh Linh thay mặt ekip thực hiện chương trình, thay mặt khán giả, chúc cho hạnh phúc của Phương Hương mãi mãi bình yên, hạnh phúc thật và tuyệt vời, thành công rực rỡ trong cuộc sống. Cảm ơn Quỳnh Linh. Không những thế mà thổi kèn quá hay, có sức cảm. Hay quá. Trời ơi, thổi kèn hay là đúng rồi. Tại vì Hoài Phương này đó, hồi xưa là ở Việt Nam á, là đậu thủ khoa nhạc viện Hà Nội. Rồi sau đó đi qua bên Mỹ học một cái trường về nhạc. Và sau đó tốt nghiệp là dạy lại cho tất cả những học trò người ngoại quốc ở tại Mỹ. Wow. Sao mà ông hay được. Dạy tất cả loại kèn luôn. Hôm nay Phương đã tạo nên một cái dấu ấn rất đặc biệt. Anh nghĩ rằng rất đặc biệt trong chương trình ca sĩ Bí Ẩn. Một lần nữa một tràng pháo tay cho nhạc sĩ ca sĩ Hoài Phương. Em rất là bất ngờ. Hồi nãy em có đi vô đằng sau thì mọi người không có cho. 11 năm em với anh lấy nhau. Đúng như cái lời hát anh tặng cho em là nghìn trùng xa cách. Tại vì em luôn ở Việt Nam và anh luôn ở Mỹ. Nhưng mà anh vẫn giữ được gia đình cho tới ngày hôm nay. Và lúc nào anh cũng tin tưởng em hết. Việt Hương đi rất nhiều, tiếp xúc rất nhiều. Và những anh em thân như là anh Chí Tài mới hiểu được là Hương thẳng một đường mà đi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái người bên cạnh mình, họ phải tin mình. Và 11 năm nay khi mà anh nhìn em anh hát là mình xa cách nghìn trùng thì em thấy em có lỗi với anh lắm. Nhưng đó là cái nghề nghiệp, em không thể thay đổi được. Nhưng em cảm ơn anh đó, làm cho em rất là bất ngờ ngày hôm nay. Sau 11 năm em nghĩ đây là món quà rất là đặc biệt đối với em. Em rất là bất ngờ. Bất ngờ lắm. Hạnh phúc. Xin mời Hương. Rất mắc Hoài Phúc. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa chứng kiến một câu chuyện, tôi nghĩ là một câu chuyện tình hết sức là lãng mạn trong chương trình ca sĩ Bí Ẩn. Một món quà rất đặc biệt trong 11 năm cùng đồng hành với bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Ngày hôm nay hai bạn đã rơi những giọt nước mắt rất là hạnh phúc và chúng tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc đó. Chúc hai bạn một lần nữa thật hạnh phúc.